trong quá trình di chuyển từ km 91 thì có một điểm ngập sâu thì 30 cm, km 90 thì lại tiếp tục một điểm ngập sâu nữa. Ví dụ như cái xe tải 2 tấn như của mình thì cái lượng nước nó đánh vào cái gầm thì cũng rất là lớn, hiện tượng máy nó ì và yếu. Là cái sóng nó rất là mạnh. Đối xe tôi là bán tải thì đi làn thứ trong cùng và làn thứ hai là đi ok. Các xe đến đấy thì dồn lại là 4 làn chật cứng. Một khúc đầu thì hơi đỡ, nhưng mà khúc lại sau gần với trạm thu phí này là ngập quá sâu đi. Xe này mà đã là gần lút bánh rồi đấy. Đi từ hôm bị giờ bữa nay đi từ bữa thứ hai, nước nó vẫn đi như thế, chưa có sự giảm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.